Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTT. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay đã có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống Lệ Đông, khiến cho Bắc Bộ trời nhiều mây, cùng với nó là mưa rải rác nhẹ. Đến trưa chiều, trời có nắng muộn nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm trong không khí tăng lên mức 65%. Vì thế, trong ngày hôm nay, cảm giác xe lạnh bút giá, hiện tượng sương mù lại gia tăng hơn. Về chiều tối và đêm muộn, trời rất đậm. Lúc này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và Trung Du với mức nhiệt từ 10 đến 13 độ. Còn khu vực đồng bằng từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Dự báo được rét đậm rét hại này kéo dài cho đến ngày 12 tháng 12 và sẽ có thêm 1 đến 2 đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống. Đến với thời tiết miền Trung, khối không khí lạnh Lệch Đông kết hợp với hoạt động của trường gió đông trên cao cũng sẽ khiến cho trời nhiều mây và mưa nhẹ vài nơi. Mưa xuất hiện từ khu vực Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận, làm cho nền nhiệt trong ngày ở miền Trung giảm thấp. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt chỉ từ 20 đến 24 độ, trời rét. Khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 23 đến 25 độ. Còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng giảm, dao động từ 25 đến 28 độ. Lưu xuống hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày cũng có mưa nhẹ rải rác ở vài nơi như ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, nên nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên không quá 28 độ. Vì gần chiều có mưa rào và dông rải rác ở khu vực Nam Bộ, vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này cũng chỉ từ 29 đến 32 độ. Đến đêm muộn sang đến sáng sớm ngày mai, mức nhiệt ở Tây Nguyên hạ xuống, dao động từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ với mức nhiệt từ 22 đến 25 độ, riêng miền Đông có nơi từ 19 đến 21 độ. Trên biển, từ hôm nay sang đến ngày mai, trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 lên cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của khu vực Trường Sa, có gió Đông Bắc tiếp tục mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.